Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những tin đáng chú ý sau đây. Phát huy vai trò trách nhiệm đảng viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng thị trường hoa, cây cảnh, mang sắc màu mới ngày Tết. Triển khai các giải pháp đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Phong trào thể thao, món ăn tinh thần của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai 3 tháng 2 là ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân sự kiện này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng. Là một trong năm tỉnh của khu vực Tây Nguyên, những năm qua, cùng với chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua công tác này, từng bước phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhiều đảng viên trẻ, xây dựng chi bộ cơ sở ở các thôn, buôn ngày một vững mạnh. Sau đây, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là đảng viên trẻ của đảng bộ xã Đà Cờ Nàng, huyện Đam Sông, Cơ Sa Ha Pơ Rơi luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình khi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Không chỉ đi đầu trong mọi công việc tại văn phòng đảng ủy, Ha Pơ Rơi còn là một cán bộ tiêu biểu của buôn, vận động bà con chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật nhà nước. Là đảng viên thì mình luôn luôn gương mẫu trong tất cả mọi vấn đề. Vì bà con thường họ chỉ tin tưởng như mình làm chứ không tin tưởng những lời nói. Mình vừa lời nói vừa việc làm, mình phải làm sao cho nó đi đôi. Đam Sông là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, với trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, những năm qua, huyện ủy Đam Sông luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ huyện Đam Sông hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng. Trong năm 2018, toàn đảng bộ đã kết nạp được trên 80 đảng viên mới, đưa đảng viên trong toàn huyện lên 622 đồng chí. Trong đó, người dân tộc thiểu số là 357 đảng viên, chiếm khoảng 34%. Việc chú trọng phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa và tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở. Chủ trương chúng tôi đã cử cán bộ của xã về sinh hoạt tại các thôn và đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên cấp xã phụ trách các thôn để trong việc mà phát hiện, rèn luyện và kết nạp đảng viên. Và đến hôm nay thì hệ thống chính trị ở cơ sở được đánh giá là tương đối vững mạnh, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra. Đối với cấp huyện thì chúng tôi cũng đã sắp xếp bố trí, hiện nay thì cũng có là thường trực huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân và tất cả các phòng ban, các bộ phận quan trọng đều có cán bộ là lãnh đạo người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Các đồng chí là đảng viên, là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, đồng thời là ra sức để mà phát triển kinh tế, phát triển gia đình để thoát nghèo. Trong đó là vai trò của đảng viên, vai trò của trưởng thôn, vai trò của già làng là những điều mà chúng tôi hết sức quan tâm để tạo một sự lan tỏa trong cộng đồng để bà con học tập và làm theo. Hiện nay, đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 702 tổ chức cơ sở đảng với 44.000 đảng viên. Trong đó 1.540 trên 1.541 thôn, tổ dân phố có chi bộ. Cùng với nhiệm vụ quán triệt và triển khai, vận dụng thực hiện nghị quyết của đảng, đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thẳng thắn, trung thực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình nhằm nêu gương cho các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh,
góp phần củng cố xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Với cái mục tiêu là tổ chức phát triển đảng trên 160 đảng viên, thì đối với Lâm Hà chúng tôi phát triển được 177 đảng viên. Trong đó thì đối với đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số thì khoảng 35 đồng chí, chiếm cỡ 20%. Thì để làm được cái nội dung này thì đối với đảng bộ của Lâm Hà, trước hết là làm tốt cái công tác chính trị tư tưởng. Đấy. Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở có người đồng bào dân tộc thì tập trung điều tra, tập trung hướng dẫn, tổ chức học tập lý luận chính trị và tạo mọi điều kiện để cho đảng viên có cái điều kiện phát triển. Qua đó thì đối với các đồng chí là người dân tộc thì cũng có được cái phương hướng, có được cái định hướng phát triển cho mình trong tương lai, và đã một mực tuân theo và định hướng phấn đấu vào đảng. Gần đây thì lực lượng cán bộ là người đồng bào dân tộc, vừa là đảng viên vừa là cán bộ, giữ các cái cương vị lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cấp cơ sở, phải nói là cái số này tăng rất nhanh. Chủ trương của đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ấy, thì sẽ cố gắng là sẽ bảo đảm duy trì và để mà đào tạo và đưa cái một cái tỷ lệ cán bộ dân tộc phù hợp với cái điều kiện dân số cũng như đội ngũ cán bộ của tỉnh Lâm Đồng. Đây là một cái chủ trương rất đúng, và chúng tôi thấy rằng trong những năm qua chúng tôi làm lãnh đạo các cái tổ chức đảng này, chúng tôi cũng thấy rằng cái công việc này là cần phải quan tâm và thực sự là nó có hiệu quả. Và từ cái chuyện là phát triển đảng viên, từ cái chuyện mà xây dựng đội ngũ cán bộ như vậy, thì cái việc cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc được đào tạo, được giao lưu, được học hỏi, thấy rằng cái đội ngũ cán bộ phát triển rất tốt và có nhiều triển vọng tốt. Chào mừng mùa xuân mới, chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và mở đầu cho một năm mới đầy tin yêu và khát vọng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2019 trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm tỉnh Lâm Đồng, xác định chủ đề là vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 10, gắn với thực hiện, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, sẽ tạo động lực đưa Lâm Đồng vững bước phát triển. Đa dạng thị trường hoa, cây cảnh mang sắc màu mới ngày Tết. Đảm bảo đời sống người lao động dịp Tết là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tết đang đến rất gần và nhà nhà người người đang tập trung mọi công tác chuẩn bị cho một cái Tết vui tươi, ấm cúng nhất. Và trong muôn vàn màu sắc của mùa xuân, thì hoa, cây cảnh mang đến nhiều gam màu nhất, không thể thiếu trong mọi nhà. Ghi nhận trong không khí mua bán và giá cả thị trường hoa, cây cảnh của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố Đà Lạt sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nội dung này. Dọc theo các tuyến đường, trong đó tập trung đông nhất là cung đường ven Hồ Xuân Hương và các chợ trong thành phố Đà Lạt, ngập tràn các loại hoa, cây cảnh. Từ hoa cắt cành và các loại hoa truyền thống của địa phương như hồng, lan, cúc, ly, v.v. thì dịp Tết là thời điểm thành phố Đà Lạt lại đón chào nhiều loại cây cảnh của các vùng miền khác hội tụ về đây như đào, mai, quất, v.v. Hoa ở ngoài chợ cũng vẫn rẻ. Ly năm nay mỗi lần 200 mấy, bữa nay có 160 thôi. Cũng chưa mua gì hết, bữa nay bắt đầu 28, chị bắt đầu mới đi chợ. Em tới đây chắc được 8 năm rồi. Vậy là năm nào cũng tới hết á. Cây này thì dưới miền Tây lên. Kiểu như tượng trưng màu đỏ là cho kiểu như mình để trong nhà nó đỏ, nó rực rỡ, may mắn. Nhìn chung các loài hoa cây cảnh rất phong phú và cho khách hàng có nhiều lựa chọn, với giá từ vài chục ngàn cây bonsai mini để bàn đến cây cảnh có thế dáng đẹp lên đến 5-7 triệu đồng. Tuy nhiên, theo một số người dân và tiểu thương kinh doanh cây cảnh nhiều năm tại Đà Lạt, thì sức mua và số lượng các mặt hàng năm nay bán ra không nhiều bằng mọi năm. Hoa lan chậu cũng rất phong phú, từ lan hồ điệp, lan vũ nữ, lan rừng, có giá từ 1 triệu đến 6 triệu đồng mỗi chậu. Riêng mai đã nở sớm
và có giá từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy cây. Đối với đào thì có đào chậu và đào cành có giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng. Quất có giá từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, bao gồm cả chậu nhỏ cho đến các cây lớn, chiều cao trên 2 mét. Bên cạnh đó, các loài hoa có giá bình dân và được nhiều người lựa chọn về chừng Tết là cúc chậu, vàng thọ chậu, hoa màu gà chậu có giá từ 120 đến 250.000 đồng mỗi chậu. Nổi bật và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng vẫn là các loại hoa truyền thống được chăm sóc bởi người dân Đà Lạt. Trong đó có nhiều loại hoa hồng cổ mà chỉ cần đi ngang qua, du khách đã bị níu lại bởi mùi hương của nó. Đối với hồng chậu, thông thường có giá tối thiểu từ 200.000 đồng, hồng ghép lên đến 3 triệu đồng mỗi cây. Mùa xuân là mùa tất cả mọi người đều vui, đúng không? Trong đó không riêng gì các bạn và tôi. Đó, mà tôi là người trồng hoa thì tôi muốn làm cho được thật nhiều hoa và hoa đẹp. Để có thể là chúng ta làm là nó thẳng là chúng ta bán. Và chúng ta cũng như là cải thiện cuộc sống và chia sẻ với mọi người để được đem cái vẻ đẹp của muôn hoa về với mọi nhà. Mùa xuân muôn hoa đua nở và mỗi chúng ta đều đang cố gắng mang hương hoa đó vào không gian gia đình, cơ quan của mình. Người trồng và bán hoa cây cảnh cũng đang ra sức sẻ chia vẻ đẹp đó đến muôn nhà. Đồng thời mong muốn buôn bán thuận lợi, đạt được doanh thu để sớm về chung vui đón Tết bên gia đình. Trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, Đà Lạt có thêm một địa chỉ du lịch canh nông mới được đưa vào phục vụ du khách, đó là Fresh Garden ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, Đà Lạt có thêm một địa chỉ du lịch canh nông mới được đưa vào phục vụ du khách, đó là Fresh Garden ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Với quy mô rộng gần 2 hectare, nằm ngay trung tâm làng hoa Vạn Thành, Fresh Garden sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp. Được biết tổng kinh phí đầu tư khu du lịch lên gần 40 tỷ đồng. Khu du lịch được phân thành nhiều khu vực với rất nhiều tiểu cảnh như ngôi nhà hoa được thiết kế riêng với ý tưởng biệt thự kiểu Pháp và những dàn hoa leo. Những mô hình phủ hoa khổng lồ như đôi uyên ương mèo, teddy ôm trái tim hoa, cối xay gió, vũ công nhảy múa trên cánh đồng trải hoa, xích đu tình nhân. Mới nhìn á, nhìn tới ngỡ nhìn á là thấy sảng khoái liền. Tại thấy là màu sắc lung linh đủ thứ màu hết, rất là thích luôn. Tại vì Đà Lạt mình được cái là bên đây là chỉ có hoa và cảnh thôi. Nên là vừa tới đây á là chị thấy nhất thích nhất là cái vàng trong trống á. Nhìn nó đủ màu, nó rất là dễ thương. Khi cảnh vật thiên nhiên con người hòa quyện vào nhau, thật hoàn hảo và sống động. Khu du lịch Fresh Garden hứa hẹn sẽ là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán âm lịch. Tuy nhiên, đối với công ty Nhôm Lâm Đồng, không khí làm việc những ngày cuối năm vẫn hết sức tích cực. Bên cạnh việc đảm bảo các chế độ cho cán bộ nhân viên và người lao động trong dịp Tết, đơn vị còn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tết một cách nghiêm túc, nhằm phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại công ty Nhôm Lâm Đồng. Tại phân xưởng nguyên liệu công ty Nhôm Lâm Đồng TKV, mặc dù đây là thời điểm cận kề đón Tết Nguyên đán, tuy nhiên không khí làm việc khá hồ hởi. Theo đại diện phân xưởng, nhờ chủ động quán triệt cũng như giao công việc cụ thể cho từng ca kiếp trực, nên các bộ phận sản xuất hoạt động khá nhịp nhàng và hiệu quả. Anh em làm việc rất là chăm chỉ và hăng say, khí thế rất là tốt. Vì trong năm nay thì công ty sẽ sản xuất lấy cái kế hoạch sản xuất rất là sản lượng rất là cao. Đối với đơn vị phân xưởng thì nói chung thì cũng sẽ phấn đấu là cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao để mà cùng với công ty mà góp phần cái thành công. Nhằm đảm bảo đời sống của cán bộ nhân viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, năm nay, ngoài các chế độ lương thưởng theo quy định, từ lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh công ty Nhôm Lâm Đồng còn trích thưởng cho cán bộ, công nhân và người lao động với mức thưởng 10 triệu đồng một người. Song song đó, tổ chức đi thăm hỏi, tặng các phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
Trong quá trình phân công và nhiệm vụ ấy, thì trực Tết thì phân xưởng của chúng tôi thì là vẫn hoạt động 24/24 để tăng gia năng suất. Tôi thấy là cái vấn đề mà chăm lo cuộc sống hoặc là về vấn đề về tinh thần thì nói chung là đối với bản thân tôi thì tôi thấy rất là chu đáo. Hơn 10 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, 5 năm bắt đầu cho ra sản phẩm alumin, 5 năm chính thức vận hành thương mại. Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng đã trải qua nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, với quyết tâm làm cho được và làm cho có hiệu quả của tập thể cán bộ và công nhân trong tổ hợp, đến nay dự án này đã từng bước đem lại những kết quả bước đầu và đang trên đà phát triển. Năm vừa qua, công ty nhôm Lâm Đồng tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp giảm giá thành, góp phần đảm bảo dự án bắt đầu có lãi, rút ngắn thời gian lỗ kế hoạch một năm. Thống kê trong năm 2018, đơn vị đã sản xuất được trên 1 triệu tấn hydrat và trên 675.000 tấn alumin, vượt 5,1% so với kế hoạch, đạt doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, thu lợi nhuận 40 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động, với mức thu nhập đạt 9,3 triệu đồng một người một tháng. Riêng đối với lại công nhân trực Tết thì riêng đối với công ty nhôm ấy thì vẫn làm bình thường, cho nên là cái chế độ đối với lại công nhân nghỉ Tết ấy thì cũng được lãnh đạo công ty rất là quan tâm. Và về cái phần chi trả tiền lương ấy thì cũng đã chi trả là 400% tiền lương so với lại ngày bình thường. Và chế độ Tết thì đến ngày trong cái giao thừa 30 Tết thì cũng lãnh đạo công ty cũng tổ chức đến chúc Tết ngay tại các cái đơn vị sản xuất, các cái phân xưởng sản xuất để động viên anh em sản xuất cho tốt. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong dịp Tết không chỉ tăng khả năng sáng tạo của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn giúp người lao động có thêm động lực để vươn lên, tạo dựng niềm tin giữa người lao động với doanh nghiệp. Từ đó người lao động gắn bó, góp sức, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây cũng chính là cơ sở để công ty nhôm Lâm Đồng TKV tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trên 650.000 tấn alumin quy đổi một năm trong năm 2019, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách nhà nước và địa phương. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sở Y tế Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc thực hiện tốt công tác đảm bảo y tế trong dịp Tết Kỷ Hợi. Theo đó, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc sinh đẻ trong những ngày Tết. Đồng thời tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch, giám sát dịch tễ ở các địa phương để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh không để lây lan bùng phát thành dịch. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về đảm bảo hoạt động thông suốt của các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trạm thu phí Liên Đầm huyện Di Linh và trạm thu phí Đình An huyện Đức Trọng sẽ tiến hành mở cửa 4 làn xe trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, các trạm cũng tăng ca trực để hạn chế tình trạng kẹt xe vào các ngày cao điểm. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, các trạm thu phí trên quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác tại địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn để các trạm thu phí hoạt động liên tục, giao thông an toàn và thông suốt trên tuyến quốc lộ và cao tốc trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: trái cây ngày Tết Kỷ Hợi tăng giá, triển khai các giải pháp đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tăng kịch trần 4.000 đồng một lít, giá xăng khó giảm. Theo đó, thuế môi trường với xăng sẽ tăng lên kịch khung 4.000 đồng, tăng 1.000 đồng mỗi lít so với hiện nay. Dầu hỏa sẽ chịu thuế môi trường 1.000 đồng một lít, tăng 700 đồng so với hiện nay. Không chỉ xăng, các nhiên liệu khác như dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn cũng tăng thuế bảo vệ môi trường lên 2.000 đồng một lít, mức tối đa trong khung thuế do Quốc hội quy định. Đáng chú ý, khi giá xăng tăng, các giá hàng hóa, dịch vụ cũng được cho là sẽ tăng theo. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến rất gần.
Theo từng ngày, thị trường trái cây lại càng nhộn nhịp, phong phú, cả về chủng loại và giá cả. Nhất là những loại trái cây thường được lựa chọn để bày mâm ngũ quả thợ Tết. Có loại quả mất giá tăng lên rất mạnh. Càng gần Tết Nguyên đán, trái cây càng tăng mạnh, thậm chí có loại giá còn tăng gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Theo các tiểu thương, bắt đầu từ 20 tháng Chạp, các loại quả đã tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, với những trái cây có màu sắc bắt mắt, hình thức đẹp, độc lạ, giá thường tăng phi mã. Vì ở trên chợ từ đầu mối người ta bán đắt hơn thì về đây mình cũng có một tí là nhích hơn, cao hơn so với ngày thường. Cụ thể, giá một số trái cây như thanh long giá tăng lên gấp đôi 70.000 đồng 1 kg, quả dư thừa giá 15.000 đồng một quả, cam canh tăng thêm khoảng 10.000 đến 20.000 đồng 1 kg, lên mức 35.000 tới 55.000 đồng 1 kg tùy loại, na tăng giá lên 70.000 đồng 1 kg, xoài các loại giá dao động từ 45.000 đến 80.000 đồng 1 kg tùy loại, tăng khoảng 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Mặc dù trái cây tăng cao vọt, nhưng người mua không hà nề, bởi quan niệm cả năm có một cái Tết nên mọi thứ cần được chu toàn. Một năm có mỗi một ngày Tết, đắt mua. Riêng với mặt hàng bưởi thờ Tết, hiện có giá từ 70.000 đến 150.000 đồng một quả tùy loại. Đắt đỏ nhất là mặt hàng chuối xanh. Theo đó, một nải chuối xanh đẹp có lượng quả theo số lẻ như 15 quả, 17 quả, 19 quả, 21 quả, giá lên tới 200 đến 400.000 đồng một nải. Từ ngày Tết thường đi mua chuối lại để chuối xanh để thắp hương lên ban thờ, thường hay chọn những loại chuối lẻ để cho mình hay sinh sôi nảy lở, thêm tài thêm lộc. Thế là quan niệm của mọi người là như thế, rất nhiều người mua, khoảng 90% thích chuối lẻ. Theo các chủ hàng bán hoa quả, càng cận Tết, giá hoa quả càng tăng, ít có chuyện giảm giá vì nhu cầu tăng rất nhiều so với ngày thường. Nhiều tiểu thương còn cho rằng mức giá vẫn có khả năng tăng đến ngày 30 Tết. Dự án hồ chứa nước Đồng Mít, xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định là công trình quan trọng nhằm điều tiết nguồn nước để cung cấp lượng nước còn thiếu vào mùa khô, góp phần phát triển kinh tế xã hội bốn huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ. Để tiến hành dự án này, toàn bộ 463 hộ dân xã An Dũng thuộc diện di dời tái định cư. Và Tết Kỷ Hợi năm nay là Tết cuối cùng bà con dân tộc Hờ Sê ăn Tết nơi đây trước khi rời mảnh đất đã gắn bó với bao thế hệ. Nhờ sự công khai minh bạch và triển khai tốt công tác dân vận, nên đến nay 100% số hộ trong diện di dời đã đồng ý chuyển đến khu tái định cư. Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đang phối hợp với một số hộ cuối cùng thực hiện việc kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc, phương án và đơn giá đền bù, nhất là đối với các loại nhà sàn. Nguyện vọng của bà con là nhận tiền đền bù một lần để xây dựng nhà mới. Thứ nhất là đền bù là tài sản, nhà cửa. Thứ hai về đất đai của nhân dân, trước sau nhân dân để mà phản khối, khói thắc mắc. Những cái mà kiến nghị hợp lý của bà con thì cũng có cái sự quan tâm mang tính chất đặc thù để mà cho bà con là cũng yên tâm hơn, để bà con cũng thuận làm để mà ủng hộ và để chúng ta triển khai cái dự án này cho nó tốt hơn, đạt cái mục tiêu đề ra. Tỉnh Bình Định đang vận dụng cơ chế chính sách tốt nhất để hỗ trợ chăm lo đời sống sản xuất cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt là đối với 463 hộ dân giải tỏa trắng. Hiện tỉnh đã điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với nhà sàn theo hướng tăng thêm 20% và áp giá bồi thường tối đa đối với đất sản xuất, đất lâm nghiệp, hoa màu cho bà con. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho tỉnh thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ thêm cho người dân trước và sau khi đến nơi tái định cư. Các cơ quan đoàn thể cũng tổ chức nhiều đợt thăm hỏi tặng quà Tết cho đồng bào Hơ Rê ở nơi đây. Tất cả đều nhằm đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tết năm sau, đồng bào sẽ ấm no, hạnh phúc hơn. Phân công cán bộ y tế trực cấp cứu, lập đội cấp cứu ngoại viện, tặng quà, tổ chức các chuyến xe đưa bệnh nhân, người nhà về quê ăn Tết, tặng suất ăn miễn phí là những việc được các bệnh viện đang triển khai để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và chăm lo tinh thần cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến sẽ có khoảng 2.000 người bệnh ở lại ăn Tết. Các bệnh nhân này sẽ được bệnh viện chăm lo, được chuẩn bị đón Tết chu đáo nhất. Đặc biệt, bệnh viện sẽ bố trí các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân trong suốt những ngày Tết. Bên cạnh đó, dự kiến số lượng bệnh nhân nhập viện trong và sau Tết gia tăng. Vì vậy, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, nhân lực đáp ứng các ca bệnh phức tạp. Gần 2.000 đơn vị máu, 1.000 đơn vị huyết tương và tiểu cầu được dự trữ, đảm bảo công tác ứng trực. Tôi tin rằng
với một cái sự chuẩn bị chu đáo này thì người bệnh sẽ có một cái Tết ấm áp đối với khi ở lại bệnh viện điều trị, cũng như cái sự cấp cứu đã được chuẩn bị một cách cao nhất, mọi lực lượng ứng trực. Và chúng tôi có một số đơn vị đã tình nguyện đi làm tất cả các ngày Tết. Thì về mặt trực, mỗi một tua trực của chúng tôi là có 2 bác sĩ chính và có các bác sĩ hỗ trợ nữa. Như vậy một tua trực của chúng tôi cũng có đủ số lượng bác sĩ để có thể đối mặt được với những tình huống khó khăn. Và trong những tình huống mà thiếu nhân lực thì bệnh viện sẽ huy động người và các chuyên khoa khác sẽ huy động người và phối hợp với các chuyên khoa để giải quyết cái vấn đề chuyên môn. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những ngày Tết, yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn phải đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện, dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận và điều trị cho người bệnh kịp thời. Các cơ sở y tế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị trong những ngày nghỉ Tết. Ngoài công tác khám chữa bệnh, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau Tết cũng sẽ được tăng cường. Phong trào thể thao, món ăn tinh thần của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Sau mỗi ngày làm việc, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Những hoạt động vui chơi thể thao đã và đang góp phần tiếp thêm nguồn sinh lực giúp người chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng về phong trào thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Đến với các đảo Trường Sa, ngoài nhiệm vụ chính tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thì hoạt động thể dục thể thao cũng được cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đặc biệt quan tâm để nâng cao sức khỏe. Có mặt tại đảo nổi sinh tồn, phong trào thể dục thể thao tại đây luôn được các cán bộ chiến sĩ duy trì thường xuyên hàng ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, Bình Nhất Lê Duy lại cùng với các đồng đội trẻ khác không quên tranh thủ tập luyện nâng cao thể lực, vóc dáng bằng các bài tập ở môn cử tạ. Phong trào tập luyện thể thao ở đây, nói chung ở đây ngồi điều kiện biển đảo mình trang những dây thiết bị thì ở đây cũng nói chung là cũng đầy đủ nên giúp anh em nhiều được buổi chiều được nhiều anh em tập luôn. Tại chiều về anh em tập trung lại tập nói chuyện cười đùa vui. Tương tự như đất liền, trên các đảo Trường Sa, bóng đá, bóng chuyền luôn là các môn thể thao tập thể thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia nhất mỗi ngày. Không được chơi bóng trên sân đất hay sân cỏ, các trận đấu bóng đá, bóng chuyền ở đảo diễn ra trên mặt sân bê tông, nhưng không khí tại đây không kém phần hào hứng sôi nổi. Ngoài các môn thể thao số đông này, không ít cán bộ chiến sĩ còn tham gia chạy bộ vòng quanh đảo để nâng cao sức khỏe của mình đều đặn 2 buổi sáng và chiều mỗi ngày. Bọn mình đi ở biển đảo này thì xa đất liền, xa mọi người, chỉ có đồng đội. Thì mình phải cố gắng rèn luyện sức khỏe để thứ nhất là mạnh khỏe cho bản thân, thứ hai là có sức khỏe thì bảo vệ Tổ quốc. Thế thôi. Thì thường thường ở đây tập luyện buổi sáng và buổi chiều. Cán bộ chiến sĩ đều có phải tập luyện để nâng cao sức khỏe. Ở đảo thì sức khỏe là cần hơn bao giờ hết. Mục đích cuối cùng là để xây dựng cái bản lĩnh chính trị, nâng cao sức khỏe để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc. So với các đảo nổi, tại các đảo chìm, dù không gian chật hẹp hơn, nhưng cán bộ chiến sĩ tại đây luôn tận dụng những thời gian trống để rèn luyện sức khỏe bên các dụng cụ thể thao đa năng. Có thể thấy rằng, dù là đảo nổi hay đảo chìm, thì với phong trào tập luyện thể dục thể thao trên các đảo Trường Sa liên tục ngày càng phát triển sâu rộng những năm qua, các cán bộ chiến sĩ nơi đây không chỉ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân ở đất liền, mà còn nâng cao thể lực, qua đó giúp họ yên tâm công tác, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.